Hôm nay chúng ta sẽ học về cách tìm tọa độ giao điểm của nhiều biến cố và hàm số. Khi tìm giao điểm, đầu tiên ta hãy đọc đề bài. Tiếp theo ta hãy sử dụng phép thay thế. Sau khi sử dụng phép thay thế xong, ta có 2x bình phương bằng x cộng 1. Tiếp theo, ta hãy giải x, chuyển vế phải qua vế trái, phân tích nhân tử và tìm ra giá trị x. Tiếp theo, ta thay giá trị x và tìm y. Lúc này, biểu thức thay x là biểu thức nào cũng được. Cuối cùng ta tìm giao điểm. Khi x bằng âm 1 phần 2 thì y sẽ bằng 1 phần 2. Khi x bằng 1 thì y sẽ bằng 2. Như vậy là ta đã tìm xong giao điểm. Tiếp theo là phần luyện tập. Sau khi câu hỏi hiện ra, các em hãy bấm nút để màn hình dừng lại, rồi sau đó mới thực hiện giải bài. Giải xong thì bấm nút để câu hỏi hiện ra, rồi khoanh tròn vào câu mình vừa giải. Tiếp theo chúng ta cùng so đáp án với nhau. Đáp án câu 1 là âm 1, 1 và 3, 9. Đáp án câu 2 là âm 3, 9 và 2, 4. Các em có làm đúng hết không? Cuối cùng là phần ôn tập. Đầu tiên ta hãy đọc đề bài. Tiếp theo ta hãy sử dụng phép thay thế. Tiếp theo ta giải tìm ra x. Tiếp theo ta thay thế x để tìm y. Cuối cùng, ta tìm giao điểm. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.